hiện tại có rất là nhiều anh chị đang tận dụng một cái kênh mà gần như là miễn phí để bán hàng đó chính là facebook cá nhân được không ạ à? à, trên facebook cá nhân có rất là nhiều ưu thế để mình có thể bán hàng đơn giản anh chị mỗi một tài khoản facebook cá nhân của mình á có đến 5.000 bạn bè anh chị hãy tự tưởng tượng nè nếu mình làm có những cái phương pháp nào đó mình khai thác được 5.000 bạn bè ở trên facebook thì anh chị nghĩ thế nào ạ? À? Là mình sẽ bán được rất là nhiều hàng Tại vì đối với những bạn bán hàng bình thường Một cái lượng 5.000 khách hàng á Rất là lớn Mà hiếm có một bạn nào mà có số lượng đến 5.000 khách hàng Và anh chị thử nghĩ là nếu mà mình có 5.000 khách hàng Mình khai thác tận dụng tối đa 5.000 người bạn trên Facebook Và biến họ thành 5.000 khách hàng Đó là một điều cực tuyệt, cực tuyệt vời đúng không ạ? À? Ví dụ đây là một bạn Đây là một học viên mà mình rất là nể trước kia thì uh, khi mà bạn là ở một xã ở bến tre anh chị bà bạn bán sản phẩm là tan mở hồi xưa khi mà chưa học mình á cô này là em họ một cậu anh của mình cổ chưa học mình á cổ bán á một tháng có thu nhập khoảng ba bốn triệu thôi mà cứ bán hoài không không tăng được đơn hàng là anh chị mà sau sau hai tháng sau học một điều kỳ diệu là doanh số của bạn tăng lên gấp ba bốn lần bạn không sử dụng bất kỳ một phương thức quảng cáo nào Đình chị? Khi xưa, hồi xưa, bạn bán hàng, bạn chỉ biết là đăng bài viết lên trên Facebook cứ là lấy hình người mẫu, lấy hình giảm cân, bạn đăng lên liên tục trên Facebook. Và bạn không có bất kỳ chiến lược mà cứ là có hình là đăng, có hình là đăng, có hình là đăng. Bạn không có bất cứ khái niệm về, về kinh kinh doanh để bán hàng. Cứ gọi là, mình thường hay gọi là chọi, lấy sản phẩm chọi vô mặt khách hàng các bạn. Là cứ đưa lên, đưa lên, đưa lên liên tục nhưng mà sau một thời gian Bạn đi học chương trình Facebook Marketing du kích thì doanh số bạn đã tăng gấp ba lần và anh chị anh chị thấy không ạ, à? bạn chỉ cần sử dụng Facebook cá nhân thôi và hiện tại nè anh chị thấy không ạ à? đơn hàng của bạn rất là nhiều, bạn ở một xã rất là nhỏ của Bến Tre mà đơn hàng rất là nhiều và gần như anh chị thấy á là sau một thời gian bạn bạn học á thì á bạn không còn đăng đăng những cái hình ảnh bình thường bình thường nữa trang như hành sản phẩm nữa và bạn lấy bản làm người mẫu bản đăng luôn đây là một bà mẹ hai con với anh chị hai con chứ không phải là mà bình thường như các bạn trẻ khác bạn hai con Hồi trước là bạn chỉ lấy hình người ta nhưng mà bây giờ anh chị thấy không ạ à? bạn sử dụng hình ảnh cá nhân của bạn thôi trước đó vài tháng á, thì sau khi bạn học đó bạn về bạn sử dụng hình ảnh cá nhân đó anh chị thì một cái vị dạo bạn bm bạn gọi cho giao nó nè À, Giao ơi, tôi về tôi làm theo chiến lược của ông á, thì một bài đăng tôi lên nhiều khi tôi kiếm tới bốn năm đơn hàng, tôi trả gì hết. Còn hồi xưa nhiều khi tôi đăng những cái bài tôi bán hàng liên tục, bán hàng liên tục nhưng mà không có khách hàng nào hết. Mà bây giờ anh chị thấy không ạ? À? Ở trên đây nè, bạn chỉ đăng những hoạt động thường nhật nè, được không ạ? À? Bạn đăng những cái như là hàng về nè. Bạn đăng những cái tuyển đại lý đơn giản như vậy là bạn xen kẽ với những hoạt động thường xuyên và đơn hàng bạn liên tục bạn không còn đăng như kiểu xưa mà liên tục dội bơm khách hàng nữa anh chị mình mình sẽ qua một số bạn khác lên anh chị xem là chiến lược bán hàng trên phố cá nhân hiện tại đang rất là hiệu quả được anh chị đây đây cũng là một uh, học viên cũng là một người em cũng là một học viên của mình được anh chị ạ à đây thì bạn đang tab mình mình vào được anh chị à, hồi hồi trước khi học khóa học á thì hai bạn bán rất là lung tung bán rất là nhiều sản phẩm sau khi bạn học xong khóa Facebook Marketing du kích á thì bạn biết định vị sản phẩm bạn biết là chọn sản phẩm nào trên thị trường dễ bán bán số lượng ít bán số lượng nhiều và bạn này bạn này kết hợp giữa hai chiến lược anh chị vẫn vừa bán hàng trên Facebook cá nhân mà vẫn vừa bán hàng trên Facebook fanpage và anh chị biết á chiến lược bán hàng trên Facebook fanpage là phần tiếp sau là mình học á hiện tại một ngày á số lượng đơn hàng của bạn lên đến mười mấy hai chục đơn hàng bạn không sử dụng một đông quảng cáo nào hết bạn không sử dụng bất kỳ quảng cáo nào hết bạn vẫn bán được hàng và Facebook nó quảng cáo giúp bạn và hiện tại á bạn nói với mình á đây là một học viên cực kỳ đặc biệt là nó là bây giờ nhiều đơn hàng quá em em với bạn gái em xử lý không sể mà mình đang đang chia sẻ xem cho bạn là một cách số cách là làm sao để quản lý tối ưu cái hệ thống kinh doanh của bạn cho hiệu quả hơn anh chị thấy không ạ à? đơn hàng của bạn rất là liên tục liên tục được anh chị đó. và và một điều là anh chị thấy á, tất cả những học viên và những bạn bè của nhau á, là họ không bán hàng theo kiểu là dội bơm sản phẩm cho mặt khách hàng và họ có những hoạt động thường xuyên họ vẫn đăng bán hàng mà họ đăng một cách cực kỳ khéo léo để bán sản phẩm định anh chị họ đăng rất là khéo và song song với sản phẩm thì họ kết hợp những câu chuyện hàng ngày những câu chia sẻ định anh chị